Hôm nay thì mình sẽ nói tiếp về phần số 2 của cái bài hôm trước mà mình nói về cá một thời bạn. Thì lần trước mình đang nói về cái việc mà mình sẽ lấy mặt bi đỏ như thế nào, cái nhịp ba đó. Thì bây giờ mình sẽ xếp lại cái thế bi chuẩn như vậy. Trước khi mình đi tiếp thì NTT sẽ nhắc lại cái lý thuyết một chút xíu. Đối với cái nhịp ba mà khi mình đánh cát mà gần băng nha mọi người, cát gần băng có nghĩa là những cái cát mà nó tầm một nút đổ lại thì mình sẽ sử dụng cái việc đá đôi nhiều hơn. Đá đôi là khi mà bi mình chạm vào bi đỏ rồi xong rồi bi mình sẽ đứng lại và đỏ nó chạy vào băng, nó chạy ra đá mình đi ra thì đó là đá đôi. Nhưng mà mình chỉ áp dụng cái đó đá đôi, đặc biệt là hữu dụng nhất là khi nó nửa nút là rất ok, một nút vẫn còn xài được, nhưng mà hơn một nút rồi thì mình không còn xài kỹ thuật đá đôi đó nữa. Thì cái đó có lẽ là thì sẽ giới thiệu cho mọi người ở phần số 3 đi. Nếu mọi người biết được cái kỹ thuật đó thì nó sẽ giúp cho anh em mình khi xào còn nhỏ mình sẽ lên được một series rất là lớn, đặc biệt là những anh em mà mình đã có kỹ thuật tương đối là tốt rồi thì đó có thể là một chìa khóa để cho mọi người sẽ nhảy lên một cái level mới. Rồi bây giờ mình sẽ demo nha mọi người. Mình sẽ xếp vào cái thế bi chuẩn trước. Bi chuẩn thì hai cái miệng nối như vậy này, nó sẽ vuông góc vào ngắn. Còn đây thì mình khi nối dài ra thì cái đây nó phải hở ra 1-2 ly. Và bi chủ mình thì nó sẽ có bốn cái vị trí. Vị trí đầu tiên là bi chủ của mình nó cái tông này mình nối vào vuông góc bằng dài thì nó sẽ đi qua cái mép trái của bi đỏ, nó như vậy. Và những thế bi này nếu như mình dịch bi trắng ra ngoài đây thì mình hết cách đánh rồi, mình không còn đánh được nữa. Những cái thế bi này mình sẽ đánh mát áp phê thuận nha mọi người, tầm 1 áp phê rưỡi 2 áp phê là tùy theo anh em mình quen áp phê nào. Thì đây áp vị trí đặt áp phê thì mình cứ áp phê trên đầu 1 áp phê này, 2 áp phê này, mình sẽ giống ngược xuống và mình sẽ đánh áp phê thuận, áp phê bên phải của bi chủ mình. Nó tương đối là dễ nha mọi người. Thì cái đó là một cái vị trí mình phải mát áp phê thuận. NTT sẽ xếp lại. Đây như vậy. Áp phê bên này nha mọi người. Thì nó đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình thử xếp xa hơn đi. Xếp xa hơn. Mát áp phê thuận nha nghe nghe. Với những cái thẻ bi này thì khi mà đánh cát đá đôi á thì mình thông thường là mình sẽ phải là đánh cành nguyên trái, nhưng mà với những thế mà góc xéo như vậy này, nó xéo quá thì nếu mà mình đánh cành quá thì cái áp phê nó không bù lại hết được cho mình, thì thay vì mình đánh cành nguyên trái giống như kia là có thể là gần 10 phần 10 trái đó, thì những thế bi này mình thì giảm đi một phần thôi, khoảng tầm 9 phần 10 trái là được rồi. Mát áp phê thuận nha mọi người. Nó vậy là nó ok. Cái này thì mình không tới mức là mình chưa và phải đá đôi vì nó khá là xa băng rồi. Thì NTT cũng đã nhắc là nếu mà ở gần băng thì mình sẽ ưu tiên xài các đá đôi, nhưng mà xa băng thì mình sẽ phải sử dụng một kỹ thuật là video tách tách mỏng, thì NTT sẽ giới thiệu cho mọi người ở những clip sau. Bây giờ mình qua cái trường hợp thứ hai đi. Cái trường hợp thứ hai đó là nó giao 3 phần 4 này mọi người. Giao 3 phần 4 nghĩa là sao? Là cái tâm của bi mình nó đi vào 1 phần 4 của trái đỏ. 1 phần 4 nằm chỗ đây, 1 phần 2 nằm đây, 1 phần 4. Thì độ dài này là đang dài 3 phần 4. Thì với những cái thế bi này mình sẽ đánh thuận nửa áp phê trên trái bi chủ của mình. Thì thế nào
thuận mà nửa phèo, nghĩa là mình để phèo bên tay tay phải á, và cái rìa của mình này, rìa kiểu cái mũi cơ nó sẽ đi vào tông nha mọi người. Thì những trái này mình sẽ đánh nửa phèo. Rồi, nó đơn giản vậy thôi. Khi đánh cát thì nó đá đôi phải rõ ràng, có nghĩa là bi kia nó phải đẩy cho mình về phía sau, hai bi này tụ lại cặp mặt kiếm, rồi những thế bi này thì nó sẽ qua những nhịp một hai mình nó giao, ví dụ hai bi này nó giao bao nhiêu phần thì mình sẽ quyết định là mình đánh 2-1-3 hoặc là 2-1 hoặc là đánh luôn là cái nhịp 1-3, nhịp 2-3, thì đó là tùy theo là hai trái này giao nhau bao nhiêu thì mình sẽ có những cách xử lý. Nó y chang như mình khi mình đánh cái nhịp số 3 này thôi. Nhịp số 3 thì mình chỉ có bốn cái trường hợp xảy ra. Thì những nhịp 1 và nhịp 2 thì cũng y chang. Trường hợp số 3 là cái tâm bi chủ mình và bi đỏ nó gần như là 100% trái khi mình nối nó vuông góc vào cái băng ngắn. Có điều là nó chưa nó vẫn còn một cái độ nghiêng nhỏ nhỏ. Thì những trường hợp này rất đơn giản là mọi người đánh nó đánh không áp phê nha anh em. Mình sẽ đánh không áp phê trong những trường hợp này, và mình phải đánh rõ ràng là bi đỏ nó đẩy cho bi mình ra ra đằng sau. Rồi, nó như vậy. NTT sẽ demo với khoảng cách xa hơn đi. Rồi. Đây mình đánh hơi bị vướng tường nhưng mà mình nghiêng cơm chút xíu cũng được, nó cũng ra thôi, không áp phê nha mọi người. Rồi cái trường hợp cuối cùng là bi chủ mình và bi đỏ nó cái tâm hai bi này mọi người, nó vuông góc vào cái bàn dài luôn, thì những trường hợp này thì bắt buộc là mình phải đánh nghịch áp phê rồi, áp phê bên trái tùy theo cái vị trí của bi vàng, nhưng mà với thế bi chuẩn bi vàng như vậy này, thì mình đánh tầm khoảng một áp phê rưỡi cái hai áp phê mát áp phê. Nó ok. NTT sẽ demo những khoảng cách xa hơn nữa, xa hơn chút đi. Một áp phê nữa tới hai áp phê mát áp phê mọi người, tùy theo là anh em mình quen áp phê nào thôi, nó đều ra cái hiệu quả tương đương. Có thể là anh em mình sẽ hỏi những cái câu là nó nằm giữa khoảng là giao 1/2, 1/2 và 3/4 thì mình sẽ đánh như thế nào. Thì mọi người đơn giản mọi người chia cái áp phê chia đôi ra, mình chỉ nhớ những cột mốc quan trọng thôi, còn những cái vị trí mà nó lưng chừng nó thay đổi không có nhiều. Ví dụ đây một vị trí này 1/2 thì mình mát áp phê, vị trí 3/4 thì mình đánh là nửa áp phê, thì những cái vị trí giữa này này mình đánh tầm một áp phê là được rồi. Phần tiếp theo NTT sẽ nói về cho mọi người cái việc mà mình căng mà bắt mặt bi như vậy này khi mình đánh cát, tại sao mà anh em mình lên không lên cơ được, đánh hoài không được ra được, là bởi vì anh em mình đang tập trung nhiều vào cái trái bi mục tiêu hai quá, và mình quên mất rằng là cái trái quan trọng nhất chính là cái trái cát này. Trái cát đó, trái bi mục tiêu một nó chạy như thế nào, nó chạy sao ra đá bi mình, thì cái trái cát này mới là trái quan trọng nhất. Nhưng mà anh em mình thì khi đánh là chủ yếu mình lo trúng không à, nên mình tập trung rất là nhiều vào trái thứ hai, thì nó sẽ dẫn tới nhiều cái vấn đề là mình chỉ lo trúng thì mình sẽ bị nhiều vấn đề như vậy. Mình đánh xong cái đi đỏ ra nó đá đi vàng, nó là đá vàng như vậy. Là tiếp tục mình tập trung vào vàng nhiều quá nó ra đá vàng thì nó lại để cái cát, nhưng trong khi á, cái thực ra là cái quan trọng nhất của mình là mình đang đang muốn điều khiển cái trái cát này, thì trong trận đấu nó có cái trái mục tiêu hai bên cạnh này. Mọi người đừng tập trung vào nó nha, bởi vì mình chỉ cần đánh vào trái đỏ mà không 100% trái thì chắc chắn nó sẽ trúng trái vàng rồi, mà cái mình muốn đang tập trung nhiều nhất đây là mình đang tập trung vào trái cát này, cho dù mình xào bàn lớn hay bàn nhỏ
thì cái tập trung vào cái trái cát nó vẫn là quan trọng nhất. Để mà mình có nhiều anh em mà nó tới cột mốc 100 á, là mình không bao giờ mình qua được. Thì khi mà xào bằng nhỏ mình sẽ có hai kỹ thuật quan trọng nhất nha mọi người. Một là kỹ thuật bắt cát, hai là cái kỹ thuật mà mình retro tách mỏ. Nó rất là quan trọng khi mà mình xào bằng nhỏ. Thì ngày hôm nay NTT sẽ giới thiệu cho mọi người cái bài bắt cát này trước. Bắt cát để mình sẽ là giúp cho cản cái trái bi đỏ lại, thì giúp cho bi đỏ nó sẽ gần vào hai bi mục bi mình và bi mục tiêu hai, nó không có chạy mất. Thì đây là cũng là hai cái bài rất là quan trọng mà NTT cũng đã từng giới thiệu rồi, nhưng mà ít anh em nào mình chịu tập theo những bài đó, trừ khi là mình đã lên được một cái mốc nào đó thì mình mới cảm nhận được là hai bài này rất là quan trọng mình tập theo. Vậy bài bắt cát là xong. Ở đây NTT giới thiệu bắt cát mà nó khu vực gần nha. Chút nó có một clip mà bắt cát nó ở khu vực xa đó, mọi người coi để rồi mọi người tập theo. Hoặc khi mình tập cát thì mình cũng nên tập từ xa nha. Khi mình tập từ xa rồi á thì khi mà vào gần mình cảm giác nó rất là dễ. Bắt cát vậy mình nên tập nguyên một cái bao cải ngắn, mình bắt được rồi khi vào gần mình sẽ bắt rất là dễ. Cái này nó giống như là khi mọi người mà đánh bida trên bàn lớn á, mọi người vào đánh trên bàn nhỏ đánh thấy rất là dễ trúng thì nó y chang cái vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ về cái sự bắt cát. Bắt cát có nghĩa là mình đánh sao bị chủ mình nó chạy qua trên một cái đường này chạy sang ngang, mình không biết nó chạy như thế nào nhưng mà mình phải ráng tập trung làm sao mình đứng tại được một cái vị trí nào ở đây để cho bi đỏ này nó lên, nó đá bi mình ra đằng sau và bi đỏ nó đứng lại, thì đó là bắt cát. Thì cái này quan trọng nhất là mọi người phải tập luyện nhiều để mà mình hình dung được cái quỹ đạo đi của hai bi và nó sẽ chạm nhau cái vị trí nào trên phía trước này. Thật ra thì cái này nó không khó lắm đâu, nó chỉ làm cho anh em mình tốn nửa tiếng đến một tiếng là mình có thể thực hiện được kỹ thuật này thôi. Đó, nó bắt cát là vậy. Cát gần thì mình ưu tiên là hai bi này sau khi nó ra cát thì mình vẫn ra theo đường xéo nha mọi người. Nó đứng như vậy này, mình xét thì cũng thể đứng như vậy này. Mình áp phê bên áp phê bên trái của bi bi chủ mình là bắt cát. Rồi khi mình ráp bi vào dễ lắm. Ráp bi vào này thực ra là mình đang bắt cát rồi. Mình bắt xong mình đánh cái bi mình đứng lại, sau bi này nó ra mình bắt lại mà nó đá bi mình, đá bi mình xong nó nằm cạnh vào trái trái vàng thôi. Rồi mình sẽ xếp những thế bi xéo hơn chút xíu, ví dụ bây giờ mình xéo 3/4 này thì y chang nguyên lý vừa rồi thôi. 3/4 thì mình đánh một nửa áp phê thuận. Mọi người thấy nó thực ra nó quy lại đánh cát là mình đang đánh hai bi rồi. Rồi đây mình sẽ đánh là sao nửa trái này thì mát áp thì thuận. Thì đó là toàn cái cách mà mình bắt cát cho với bốn cái thế khi mà mình đánh cát 1 2 3 ở đây. Nhưng mà thực ra trong thực chiến đó, mình sẽ còn rất là nhiều thế như vậy này mọi người, nó không phải là cát nữa nha. Nhưng mà mình cũng phải bắt cát những trái này. Đây là những trái mà mình cũng phải cần phải bắt cát. Mặc dù đâu phải là cát đâu, nhưng mình cũng phải bắt. Nó bị trắng, nó sẽ chặn cái trái đi vàng lại. Thì khi mà mình chặn lại thì nó mới giúp cho hai bi mục tiêu nó gần nhau, mà nó hên là nó ra cát và ra ken luôn, thì nó mới giúp cho mình ghi được nhiều điểm được. Chứ nếu mà những cái trái này mà mình không chịu bắt cát, mình có đánh cho trúng thôi, những trái này này thì nó đâu còn ra đẹp nữa, nó đâu còn đi ngon cho mọi người đánh nữa. Nó kiểu như mình đánh vậy. Vậy thì mình phải có những bài tập riêng cho những phần đó nha mọi người, nếu mọi người muốn mà đánh một cái series cao hơn, ví dụ như vậy này. Nếu mình xéo như vậy, quan trọng là bây giờ mình muốn bắt cát đâu, mình muốn bắt cát gần hay mình muốn bắt cát xa. Bắt cát gần thì mình sẽ là đánh rất là nhiều áp phê thuận để cho bi trắng bi vàng này này nó bắt vào đây, nó sẽ dựng ngược ra
Còn nếu mình bắt cắt xa thì mình phải áp lên bên trái, áp lên nghịch để cho bi này nó bắt vào bàn mày, và sau nó theo áp lên thuận đi lên, nó bắt lên như đây. Thì NTT sẽ demo cả hai trường hợp này rồi mọi người mình tập luyện theo. Có thể là mình tập luyện cũng khá nhanh thôi, cái này NTT nghĩ nó không có khó lắm. Bây giờ mình thử mình bắt cát tại đây đi, bắt cát gần ở đường này nó hơi xéo rồi, nhưng mà mình thử mình đánh mỏng xem nó bắt được tại đó không. Đã đại loại vậy mọi người, nhưng mà pin mình hơi nhào tới rồi, nó hơi nhào tới đây, mình phải cho ráng lên đây. Rồi bây giờ mình sẽ ráng làm sao, mình đã bắt được rồi đó, nhưng mà mình bắt làm sao để cho pin mình nó nằm ngoài đây đó thì nó lại còn cao hơn nữa, bắt buộc mọi người phải tập luyện. Rồi vẫn chưa được nha anh em, mình sẽ thử lại nhé. Đó, như vậy là ok. Sau khi mình bắt xong này nó ra một đường xéo như vậy. Còn trong thực chiến bi đỏ nó nằm đâu đâu như đây này, mình chỉ chạm một cái nó ra một thấy bi cay kem hoặc cát như vậy. Rồi đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là mình sẽ bắt cát áp phê bên trái này, thì mình sẽ những cái này là mình sẽ bắt cát xa. Thay vì mặt ở đây thì mình sẽ bắt xa như đây. Đó, đại loại vậy. Nó có khá là khó đó nha mọi người. Nhưng mà anh em mình khi mà mình muốn lên một trình độ cao đó, thì bắt buộc là mình phải đánh cái hình cát như vậy. Và NTT sẽ gặp lại mọi người trong cái phần số 3 cho cái hình mà mình sẽ bắt cát xa nửa bàn, và mình sử dụng cái kỹ thuật là tách mỏng. Lúc này mình chắc không còn xài kỹ thuật tán nữa. Rất là nhiều anh em mình bị bể bi khi mình xào bàn nhỏ, bởi vì mình sử dụng cái kỹ thuật tán trong khi mà mình hình xào bàn nhỏ. Tiếp theo là mình sẽ bắt cát trên băng dài. Thì trên băng dài thì mình dễ tập luyện hơn, có nghĩa là mình sẽ để nó trên một đường thẳng. Thì trên đường thẳng thì lúc mà hai bi mục tiêu mà nó song song băng ngắn thì mình dễ đánh rồi. Rồi cái trường hợp thứ hai này thì chúng sẽ để nó lệch nửa trái, thì mình sẽ biết được cái điểm mà nó bắt nhau là nó gần tới một nốt. Rồi với cái này thì nó hai bi mục tiêu nó là hai bi nó lệch nhau một trái, thì mình sẽ biết được là nó sẽ lệch nhau tầm khoảng hai nốt, thì chung mới đánh là nó sát ngay cái băng ngắn đó, thì nó sẽ bắt tại đó. Thì này tùy theo góc lệch rồi mình sẽ biết được nó sẽ bắt tại đâu. Thì đó chính là phương pháp tập luyện. Rồi sau đó mình mới tập có phe thuận và có phe nghịch y chang như mình bắt cát trên băng ngắn thôi. Rồi sau khi mình tập xong cái này rồi thì mình sẽ ráp bi mục tiêu 2 vào, và mình tập luyện mình bắt cát. Trong cái bài ráp bi thì cái quan trọng nhất là mình phải cảm nhận được cái đường bi kaze nó chạy. Và cái thứ hai nữa là mình tập luyện tăng dần cái độ khó để làm sao mà bi kaze nó chỉ có đá bi mình thôi, và nó không có đá bi mục tiêu 2. Nó đá bi mình xong rồi nó sẽ dựa vào bi mục tiêu 2 tạo ra cái cặp mắt kiếng hoặc là cát. Như mọi người thấy là cái với thế bi hai thế bi vừa rồi chung đánh cho bi kaze nó đá cho bi mục tiêu 2, thì cái đó nó không có, nó chưa có đạt được cái yêu cầu bài tập của mình, mặc dù nó ra thế bi rất là đẹp. Tiếp tục chung phải thử lại thêm một lần nữa, miễn sao bi kaze mà nó đá được bi mình là ok. Thì đây là cái bài tập mà yêu cầu độ chính xác cao, chưa nói về lực mặt bi mà mọi thứ nó rất là khó, nhưng mà không khó tới mức mà mình không thể tập được. Ngay chung mà đánh thử vài lần thôi là cũng có khả năng là đã thành công rồi. Với thế bi này thì mình không đặt yêu cầu. Trong giáo trình của Savio thì người ta nói là cái khái niệm bắt cát ở đây là nó
nó người ta sử dụng cả bi chủ lẫn bi mục tiêu 2 để mà đón trái bi Kage lại. Rồi, đây chúng ta đã đạt yêu cầu rồi. Rồi tạm biệt anh em.